Dạo phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới, hồi hướng phước đã hoàn tất. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và Ngũ Giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái Tam Bảo. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử. Dạ, sa thú. Dạ, đã có Pháp Sư, dạ con kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa bu ta sa Brahma chaloka thi ba ti sa ham ba ti ca tanh cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chak kha cha ti ka đề xê tu thẩm măng anu cam bi măng ba trăng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành, ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, phần thỉnh Pháp Sư đã xong. Dạ, kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em kính giao mic lại cho chị ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Đức Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Kim Mạch Tha, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Thích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và hôm nay đạo tràng chúng ta sẽ được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy với kinh tương ưng, và con xin phép được đọc. Kinh tương ưng, Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên. Bảy La Mã phẩm thắng, bài 2, tâm. Gì chắc dẫn đời, vật gì tự não hại, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc. Thế Tôn, chính tâm dắt dẫn đời, chính tâm tự não hại, chính tâm là một pháp mọi vật đều tùy thuộc. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhà sư có nghe được âm thanh của con kính nhân mít đến sư ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng pháp. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư thượng hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ Ngài Trí Đức, kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào bài giảng chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay,
kính cung thỉnh Thế Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã về gãy bánh xe sinh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo Phương luôn dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Thầy Giá. Và hôm nay thì chúng ta học cái đoạn thứ hai trong cái phẩm Thắng. Thì cái đoạn này là nói về tâm. Thì cái vị chư thiên đã hỏi và Đức Thế Tôn đã trả lời cái vị chư thiên. Thì cảm ơn cô Nguyễn Quỳnh đã đọc và post bài lên để tất cả quý vị cùng có thể theo dõi về cái chánh kinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái vị này cái vị chư thiên đã nêu lên câu hỏi là vật gì dẫn dắt đời, vật gì tự não hại, và có một pháp nào mọi vật đều tùy thuộc. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã giải đáp chính tâm dẫn dắt đời, chính tâm tự não hại, chính tâm là một pháp mọi vật đều tùy thuộc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái thế gian này thì quý vị thấy rằng tất cả là được dẫn dắt bởi tâm hay là ý, từ pháp bất thiện đến pháp thiện, từ hiệp thế cho đến siêu thế, tất cả là được dắt bởi cái tâm. Thì trong một cái đoạn kinh, Đức Phật đã nói rằng tâm nó có một cái năng lực rất là hùng mạnh, có thể để làm được tất cả mọi thứ. Thì quý vị thấy rằng đó, ở trong thế gian này đó, tất cả mọi cái thành tựu của khoa học kỹ thuật, y học, vân vân, rồi nếu mà chúng ta xét qua cái lĩnh vực mà thiện hay bất thiện, thì tâm có thể làm những cái điều mà gọi là cùng hung cực ác, tạo ra những cái ác nghiệp trọng đại, là tạo ra những cái bất thiện cực trọng nghiệp. Rồi tâm cũng có thể là đưa đến những cái tầng thánh hữu học mà cho đến tầng thánh vô lậu. Cho nên tâm nó rất là quan trọng. Giống như là cái cổ máy.
cái cỗ máy thì nó có một cái sức mạnh. À, nhưng mà cái cỗ máy này nếu mà được điều khiển bởi một cái người mà có sự hiểu biết, có sự hướng thiện, thì nó đem đến cái lợi ích to lớn. Và cũng cái cỗ máy đó nếu mà được điều khiển bởi những cái người mà cái tâm không có đi theo cái con đường chân chánh, những cái tâm mà bị sai lệch, sai lầm, tà kiến thì sao? Sẽ đem đến những cái tai hại cực kỳ khủng khiếp. Cho nên cái điều quan trọng là cái gì? Cái điều quan trọng là chúng ta phải có sự hiểu biết để điều khiển cái tâm mình. Tâm, ý, thức thì nó chỉ chung là cái về phần tinh thần. Cho nên là chúng ta phải có sự hiểu biết để mà điều khiển cái phần tinh thần này, từ những cái tạp ý, những cái suy nghĩ, rồi đến những cái tâm, rồi đến những cái tưởng. Mình phải có cái sự hướng dẫn, phải tu tập, phải coi như là sửa đổi những cái tư tưởng sai lầm, những cái thói hư tật xấu thì mới đem đến cái lợi ích. Thì quý vị thấy rằng có những lúc mà quý vị mua những cái máy này, chẳng hạn như là cái máy vi tính, cái hay là hoặc là những cái loại điện thoại thông minh trong cái thời buổi hiện tại này, thì những cái máy vi tính hay là hoặc những cái điện thoại thông minh ấy, thì quý vị thấy không, mỗi lúc mà nó sản xuất ra đó, thì nó có nhiều cái tính năng, nhiều cái tính năng mới nhiều cái chức năng rất là nhiều ở trong đó. Nhưng mà đó, có nhiều khi chúng ta mua cái máy đó mà về mình đâu có xài hết cái chức năng đó đâu. Đó thì cái tâm của chúng ta hay vậy đó. Nó có thể phát triển ở nhiều cái lĩnh vực, nhiều cái chức năng lắm, nhưng mà mình không có sự tu tập, thành ra mình mua cái máy á, thì trong đó nó có nhiều cái chức năng, nhiều cái chương trình, nhưng mà đôi lúc á, mình chỉ xài có một hai cái chức năng, một hai cái chương trình thôi. Còn những cái chức năng, những cái chương trình khác đó, mình không có sử dụng đến, rồi mình cứ tưởng là cái máy mình dởm thế bà, máy này chỉ có một vài cái chức năng thôi. Tại vì mình không có mày mò, mình không khám phá, mình không có tìm hiểu những cái chức năng của cái máy mà mình đang sử dụng. Cho nên là chúng ta phải học, phải tìm hiểu. Mình không cần phải khám phá ở trên không gian vũ trụ, hay là phải khám phá ở dưới cái vực sâu biển đá, mà mình phải khám phá chính cái nội tâm của chính mình. Mình phải khám phá cái trí tuệ của chính mình. Nếu mà mình tìm hiểu, mình khám phá được cái trí tuệ, cái nội tâm, và chúng ta quân tập, sửa đổi, điều khiển, hướng cái tâm đi theo một cái đường lối chân chánh, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích rất là cao quý. Ngược lại, nếu mà
chúng ta chỉ sống buông lung, chiều theo những cái tham muốn, những cái bản năng của đời sống, say đắm trong sắc thinh vị xúc tài tình danh lợi, rồi chúng ta không có tìm hiểu, không có sự hiểu biết, thì chúng ta đi theo một cái đường lối sai lầm lệch lạc, thì nó cũng sẽ đem đến những cái tai hại khôn lường. Cho nên đó là chúng ta hiểu biết như vậy thì trong đời sống chúng ta phải có những cái phương pháp, phải tu tập để mà chúng ta hướng cái tâm mình đi đến những cái mục đích cao thượng tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta xuất hiện có mặt ở cái thế gian này thì do những cái nhân duyên, những cái nghiệp lực từ quá khứ mà nó dẫn dắt chúng ta đi đến cái thế gian này. Những người mà tạo tích cóp, tạo trữ những cái công đức phước báo thật nhiều, có sự tu tập thì sẽ đi đến những cái cảnh giới tương đối tốt đẹp. Nếu mà tái sanh làm người thì ở những cái quốc độ mà có cái đời sống an ổn tốt đẹp, hoặc là sinh ra những cái dòng tộc cao quý, có quyền hạn, có địa vị ở trong xã hội, được mọi người kính nể quý trọng. Còn nếu mà những chúng sanh mà không có sự tu tập, không có tạo trữ những cái công đức tốt đẹp, trái lại còn tạo nhiều những cái bất thiện nghiệp, thì do cái năng lực của những cái quả bất thiện của chúng sanh ấy đã tạo, thì sao? Những chúng sanh này đi đến những cái cảnh giới khổ đau, thấp thỏi, không có tốt đẹp. Rồi nếu mà những chúng sanh này tái sanh ở cõi nhân loại làm người thì sao? Sanh ra những cái trú xứ, những cái quốc độ khổ sở thiếu thốn, phải hứng chịu những cái tai ương, đói khát, rồi sanh ra ở những cái dòng tộc thấp thỏi, hèn mọn. Thành ra đó, chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ thấy được là cái phước hay là cái quả xấu là nó là những cái nhân mà chúng ta đã gieo từ quá khứ. Cho nên á, chúng ta biết như vậy để mà chúng ta sửa đổi. Bây giờ những cái quả mà nó trong đời sống hiện tại này thì chúng ta không thể nào mà sửa đổi rồi. Nhưng mà chúng ta sửa đổi cho những cái ngày kế tiếp, những cái đời sống tương lai. Mặc dù bây giờ những cái quả xấu này đó, nó trổ xanh, mình không thể nào mà thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà những cái phước thiện, những cái nghiệp lành ở trong hiện tại đó, thì nó cũng có thể nào che án bớt, giảm thiểu đi những cái quả xấu. Nó không thể thay đổi hoàn toàn, nhưng mà nó cũng tạo được cái ảnh hưởng để chúng ta trong đời sống mà giảm thiểu bớt những cái nghiệp chướng, những cái khổ đau. Thì quý vị thấy rằng trong đời sống đó, chúng ta bị phụ thuộc vào cái đời sống xã hội rất là nhiều. Cho nên
có những chúng sanh khi mà có cái duyên là duyên nghiệp phúc đẹp á, thì sinh ra ở những cái quốc độ, những cái trú xứ mà nó có cái điều kiện tốt đẹp. À, thì cái trú xứ đó nó cũng cái điều kiện xã hội, cái nơi mà mình ở nó cũng ít nhiều nó tác động đến cái đời sống của chính mình. À, quý vị thấy rằng á, à, nếu mà những cái người mà họ do cái duyên nghiệp họ sanh ra ở những cái làng chài, à, sống về cái nghề biển, à, à, cứ tối ngày cứ ra biển bủa lưới rồi bắt cá bắt còn cái nọ, hay là hoặc là những cái làng chài ở ven sông, à, hằng ngày cứ ra ngoài sông là chài lưới câu cá còn cái nọ đó, thì sao? Thì những chúng sanh này do cái duyên nghiệp nó tác động rồi á, cái đời sống xã hội xung quanh tất cả mọi người ai cũng làm cái ngành nghề đó, thì sao? Từ cái thở ấu thơ cho tới mà cho tới lớn, nó cứ thấy là tối ngày là cứ ra biển ra sông làm cái nghiệp cái nghề đó, thì sao? Thì từ cái chỗ đó nó thân cận, nó tiêm nhiễm nha, thì nó cứ đi theo cái nghề đó ha. Thành ra đó, ví dụ cái làng nào mà làm cái nghề gì thì họ làm lớn lên họ cứ theo cái nghề đó. À, thành ra quý vị thấy á, có những cái phố, những nguyên cái khu phố, à, cái khu phố mà họ làm thợ mộc á, cái nghề mộc đóng tủ bàn ghế chạm khắc gì đó, thì nguyên một cái làng đó, một cái khu phố đó làm cái nghề đó. À, đó, thành ra đó, cái vấn đề mà chúng ta mà tìm cái một cái trú xứ thích hợp đó, thì nó rất là quan trọng. À, ví dụ như bây giờ ở những cái vùng biên địa ở trong Phi rồi chẳng hạn, sanh ra ở những cái vùng đó đó, những chúng sanh kém phước thì sao, dễ gì mà tìm hiểu, tìm thấy được một cái ngôi chùa, tìm hiểu được Phật pháp để mà thực hành theo. À, nhưng mà nếu mà may mắn, à, may mắn mà sanh ra ở những cái đất nước, những cái quốc độ, à, những cái trú xứ, à, như là Miến Điện, à, rồi à, Thái Lan, Lào, Campuchia rồi chẳng hạn, à, thì sao? Thì ngay từ nhỏ là đã được gần gũi với chùa chiền, à, được cha mẹ dẫn dắt, à, làm những cái phước thiện, à, hằng ngày là cúng dường, à, cúng dường đại bác, à, dân cúng vật thực đến chư tăng, là sao? Biết cung kính, à, biết cung kính Tam Bảo, à, ngay từ nhỏ là được cha mẹ dẫn dắt, à, đi thọ trì, à, tam quy ngũ giới, à, đó. Cho nên là khi mà chúng ta có cái điều kiện tốt đẹp đó, những cái phước thiện, những cái nhân từ quá khứ chúng ta gieo trồng, nó dẫn dắt, à, chúng ta đi đến những cái trú xứ mà thích đáng, à, thì đó cũng là một cái may mắn, một cái duyên lành. À, còn nếu ngược lại mà do những cái nhân xấu, à, chúng ta đã gieo trồng thì nó đưa đến những cái trú xứ nó không được tốt đẹp. Nha. Thành ra đó, khi mà chúng ta sinh ra hiện diện ở những cái trú xứ mà thích hợp đó, là một cái, cũng là một cái phước lành, một cái điều cao quý tốt đẹp. Nha. Tại sao? Mình có phước, có duyên lành, mình sanh ra ở những cái nơi mà tốt đẹp, thích đáng, thì mình phải biết
à, mình phải biết mình tạo tạo thêm à, chứ không phải là mình sống được an ổn tốt đẹp rồi á mình hưởng cái quả thôi thì nó không cũng không có mấy gì lợi ích nè à, cho nên á là Đức Phật nói sao giống như cái muỗng là cái giá mà nó nằm ở trong cái nồi canh là những cái dịch thực thượng vị à, rất là ngon nhưng mà nó không có hưởng được à đó thì cái người mà may mắn mà sinh ra trong cái cú xứ thích hợp đó mà không có biết để mà thực hành những cái thiện nghiệp à, có sự nỗ lực tu tập ấy, thì cũng vậy thôi à đó không có người này không có nếm được cái hương vị ngọt ngào à, cái lợi ích cao thượng của cái sự tu tập à, cho nên á là sao mặc dù á là chúng ta sinh ra ở nơi thích đáng rồi nhưng mà chúng ta phải biết à, phải biết để mà thực hành à, còn nếu mà chúng ta không có tìm hiểu không có cố gắng nỗ lực học tập thì sao à, chúng ta cũng sống mà một phần nào đó nó có phước nhưng mà cái phước nó không có tăng trưởng à, cho nên á là dù là chúng ta sinh ra ở những cái chúng xứ à, nó không có được hoàn toàn tốt đẹp à, nhưng mà nhờ sự nỗ lực mình biết mình thực hành à, thì nó sẽ đem đến an vui. Cho nên á là các ngài trưởng lão đã nhắc nhở à, có khi chúng ta ở những cái trú xứ nó không có đầy đủ tiện nghi à, vật chất nó hơi thiếu thốn nhưng mà ở những cái trú xứ đó chúng ta có thể phát triển được những cái thiện pháp à, chúng ta có thể học pháp hành pháp mà đem đến những cái lợi ích à, tốt đẹp rồi chúng ta có điều kiện để tạo những cái phước báo à, thì như vậy đó cái trú xứ đó vẫn là cái trú xứ thích đáng thích hợp. Còn mặc dù chúng ta sống ở những cái nơi mà có đầy đủ điều kiện vật chất tiện nghi rồi đó rất là tốt à, vật chất là có thể là dư thừa à, nhưng mà sao về cái học hỏi à, các cái thiện pháp à, việc thực hành các cái thiện pháp à, thì nó không có được thuận lợi à, ở những cái nơi đó, đó vật chất điều kiện thì nó rất tốt đẹp nhưng mà không có được gần gũi à, các bậc thiện trí thức, không có chùa chiền để chúng ta đến để chúng ta à, học hỏi tìm hiểu à, không có điều kiện để chúng ta tạo trữ những cái công đức phước báo à, thì như vậy đó cái trú xứ đó cũng chưa phải là cái trú xứ à, thích đáng thích hợp để chúng ta à, ở đó. Cho nên đó là chọn lựa được một cái trú xứ thích đáng thích hợp để chúng ta phát triển những cái thiện pháp đó à, thì nó là một cái điều rất là quý à, rồi khi mà chúng ta có được những cái nơi mà trú xứ thích đáng này đó có tam bảo có chùa chiền có chư tăng à, thì sao chúng ta phải đến à, phải gần gũi rồi phải thân cận với các cái bậc thiện trí thức à, để các ngài chỉ dẫn cho chúng ta à, các ngài đang thực hành à, những cái lời dạy của Đức Phật à, trong tam tạng kinh điển à, các ngài mới giải thích hướng dẫn à, để chúng ta hiểu biết à, để chúng ta thực hành à, cho nên á là khi mà chúng ta may mắn sinh ra ở những
cái nơi mà có chư tăng thực hành đúng đắn cái con đường giới định tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta sao? Phải tạo điều kiện cho chính mình, chúng ta phải đến gần gũi các ngài để mình học hỏi, chứ không phải là giống như giáo pháp, không phải giống như là những cái món hàng mà họ sản xuất ra là phải lên trên những cái nơi để mà họ quảng cáo, họ quảng bá, không? Thành ra đó, chúng ta muốn thì chúng ta phải đi đến, phải gần gũi, phải thân cận, chúng ta tìm hiểu, chúng ta học hỏi, thì như vậy đó nó mới đem đến cái lợi ích. Rồi khi mà chúng ta có cái duyên may, chúng ta đã học hỏi, tìm hiểu rồi đó, mình phân biệt được những cái gì là nó thuộc về những cái chế định của thế gian, những cái gì là chân lý cao quý, là cái lời dạy của Đức Phật. Nha, mình phải dùng cái trí tuệ mình suy tư, mình suy tư về nhân, về quả, rồi về những cái định luật của tam tướng ở trong thế gian này. Rồi khi mà chúng ta có cái sự suy tư xem xét như vậy rồi đó, thì sao? Mình phải có cái quyết định, cái phương hướng cho chính mình. Thì cái khi mà chúng ta tìm hiểu rồi, chúng ta có cái chí hướng, cái quyết định, mình xác định cái lập trường hướng theo cái con đường chân chánh, thì như vậy đó là một cái định hướng rất là quan trọng cho cái cuộc đời của chúng ta. Quý vị thấy rằng trong một bài kinh á, Đức Phật nói cái vấn đề mà xác định phương hướng đúng đắn này nó rất là quan trọng á. Thì như hồi nãy sẽ nói đó, cái thân ngũ quẩn này đó, giống như một cái cổ xe, nó có một cái năng lực rất là hùng mạnh. Cái sắt đó, nó giống như là cái phần cái thân xe, mặc dù là nó có thể đi đến nhiều nơi, nhưng mà đó cái phần cái người mà điều khiển cái chiếc xe này đó giống như là cái tâm hay là cái phần danh đó. Cái xe này nó có thể đi lên những cái đồi cao, những cái cao nguyên, nhưng mà nếu mà cái người điều khiển đi lệch hướng thì nó cũng có thể đi xuống những cái hố sâu vực thẳm, mà đi đến những cái thấp thỏi, chứ không phải là hoàn toàn. Do đó mà cái người mà lái cái cỗ máy này nè, xác định được cái phương hướng nó rất là quan trọng. Rồi khi mà chúng ta xác định, chúng ta có cái hoài bão, cái mong ước, cái ước muốn, mình phải thực hành, mình phải thực hành. Chúng ta học, chúng ta tìm hiểu và xác định phương cái chí hướng đó, rồi như vậy là được. Mà chúng ta phải đem ra thực hành. Tại vì cái sự vô thường, chúng ta hiểu rồi. Bây giờ quý vị còn đang lắng nghe sư nói, nhưng mà không biết 5-3 phút sau, 10 phút sau, nửa tiếng, sư còn có thể nói cho quý vị nghe không? Cho nên Đức Phật nói những cái tác ý thiện lành, những cái điều kiện tốt đẹp nào mà chúng ta làm được
những cái hoài bão, những cái ước muốn tốt đẹp đó mình phải thực hành ngay, chứ đừng có chần chờ. Tại vì á, cái vô thường không biết nó đến lúc nào. Đừng có chờ 5 phút nữa, 3 phút nữa, mà bây giờ ngay giây phút nào mà chúng ta có điều kiện thực hành được thì mình phải thực hành ngay những cái hoài bão, những cái mơ ước, những cái mong muốn mình. Đó. Cho nên đó là cái khi mà chúng ta đã có những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái mong muốn, mình tự lập trường theo cái đường lối chân chánh rồi đó, thì sao mình phải áp dụng, mình phải thực hành ngay tức khắc. Chứ nếu không á thì sao, những cái chướng nghiệp, những cái triền cái, những cái chướng ngại trong đời sống nó sẽ sao, nó nhảy ra, nó cản trở. Đó, cho nên đó là khi mà chúng ta xác định những cái ước mơ, những cái hoài bão tốt đẹp, mình thực hành theo cái đường lối chân chánh rồi đó, thì sao mình phải thực hành ngay, nhanh chóng mình làm liền đó, để chúng ta tích góp, tạo trữ những cái công đức, những cái thiện nghiệp này. Rồi thì khi mà chúng ta đã tạo đó, thì chính đây là những cái điều kiện, những cái nhân, những cái duyên để mà nó phát triển trong những cái ngày vị lai. Thì hiện tại cái đời sống của chúng ta đó, như phần trước tôi nói, chúng ta đi đến những cái quốc độ, những cái trú xứ có điều kiện tốt đẹp, chính nhờ cái nghiệp lực, những cái nhân lành mà mình đã tạo ở trong quá khứ. Thì bây giờ đó, chúng ta may mắn chúng ta sanh ra ở những cái điều kiện tốt đẹp, mà nếu mà bây giờ mình chểnh mảng, dễ vui, mình quên đi, mình không có chịu cố gắng nỗ lực tu tập tạo trữ những cái công đức phước báo, thì giống như là chúng ta chỉ thừa hưởng những cái gì mà đã tạo. Thì có một lần là Chư Tăng đi đến nhà của bà Visakha, nhưng mà người cha chồng thì ông này là ổng luôn luôn là ổng tôn trọng mấy cái gì mà Bà La Môn tu theo đạo lõ thể. Cho nên là khi mà Chư Tăng mà đi đến nhà để mà chỉ bình khất thực thì ông ta không có cúng dường. Thì bà này, bà Visakha, bà mới nói là cha tôi á ăn đồ ăn cũ, bị cha chồng bắt lỗi. Ông nói là ổng giàu có tài sản như vậy mà tại sao mà bà Visakha nói là ăn đồ ăn cũ. Thì bà mới giải thích rằng ăn đồ ăn cũ đây là cha không có muốn tạo những cái phước mới, mà chỉ hưởng cái phước từ quá khứ đó. Cho nên là nếu mà ngay trong đời sống hiện tại chúng ta không có cố gắng để mà tạo trữ những cái công đức phước báo đó, thì sao mình chỉ ăn lúa, ăn những cái gì mà mình đã trồng từ mùa rồi. Mùa rồi mình trồng bắp thì bây giờ á mình ăn bắp, mùa rồi mình trồng khoai thì mình ăn khoai, mùa rồi mình trồng lúa tẻ thì mình ăn gạo tẻ, mùa rồi mình trồng nếp thì mình ăn nếp. Mà bây giờ mình ăn không chứ mình không biết đem ra mình gieo trồng lại, thì sao? Thì mai mốt khi mà những cái
nông sản mà chứa ở trong kho đó, mà nó hết đi thì sao? Thì mình không có để mình sử dụng nữa. À, cho nên á, ngay trong đời sống này mình biết mình phải đem một phần nào đó nè. Mình thí dụ như bây giờ mình đã trồng trồng lúa, lúa tẻ rồi. Ha. Thì mình phải trừ lại một phần làm giống để mình đem ra mình gieo. Mình muốn mùa tới mình có gạo ngon, gạo dẻo, gạo thơm gì đó. Thì có thể mình đi kiếm những cái giống đó để mình chuẩn bị rồi mình gieo trồng ra. Còn bây giờ cái mình gạo mà mình ăn đây nó cũng không có được ngon, nó cứng, nó thô hơn. Thì giờ mình muốn có cái gạo dẻo, gạo thơm, ăn nó ngon hơn thì mình phải đi tìm những giống đó rồi mình gieo. Đó, thì như vậy đó là chúng ta sẽ có được những cái lợi ích tốt đẹp trong những ngày vị lai. Mùa tới mình sẽ thu hoạch được những cái giống nó tốt đẹp hơn. Cho nên là Đức Phật mới dạy là chúng ta phải có trí tuệ, có hiểu biết, có những cái hoài bão tốt đẹp. Tại sao? Chúng ta phải thực hành những cái hoài bão đó, những cái ước mơ đó. Chứ mình ngồi đó mình cầu mong á, nó không có hiện khởi được đâu. Bây giờ mình muốn có gạo dẻo, gạo thơm, muốn có đu đủ, muốn có những cái trái ngon ngọt để ăn thì mình phải gieo trồng. Chứ còn mà mình bây giờ mình ngồi đó mình gian gái cầu xin mai mốt cho tôi có gạo dẻo, gạo thơm, có đu đủ, rồi có những cái trái lê, trái gì đó ngon ngọt để tôi sử dụng. Mà nếu mình chỉ ngồi đó mình gian xin cầu khấn thì nó không có hiện khởi được. Cho nên đó là mình phải biết mà tích cực mình gieo trồng. Thì cái giáo pháp á, cái con đường đi đến an vui, hạnh phúc tốt đẹp, hướng đến cái sự giải thoát là Đức Phật khám phá ra. Đức Phật chỉ dẫn những cái phương pháp, rồi mình phải ráng, mình cố gắng, mình nỗ lực, mình thực hành, thì mình sẽ đạt được. Giống như cái người bà con của mình, người ta đã tìm ra được cái giống gạo thơm, gạo dẻo, gạo ngon gì đó. Rồi người ta nói với mình, rồi bây giờ mình phải lợi, mình lấy cái do mua hoặc là mình trao đổi, mình lấy cái giống đó về. Rồi mình thấy không, phải dọn cỏ rồi cày xới đất cho nó được tốt đẹp, thấy không? Mà mới gieo trồng những cái hạt này xuống. Rồi sao? Mình phải tưới nước, rồi phải dùng phân cho nó. Lâu lâu mình cũng phải cho nó ít hột phân. Rồi mình phải canh phòng, đừng có để mà sâu bọ hay là các cái loài thú nó đến nó phá hại. Thì khi mà mình dùng chăm bón nó một cách tốt đẹp thì sao? Thì đến lúc mà cái điều kiện đầy đủ thì đó, nó sẽ cho mình những cái năng suất rất là tốt đẹp. Đó. Còn mình ngồi đó mình cầu khấn gian xin thì cái quả nó sẽ không đến với mình. Mà mình phải cố gắng mình gieo, rồi mình phải dung bồi những cái điều kiện để cho cái hạt giống nó nảy mầm một cách tốt đẹp. Đó, cho nên đó là trong đời sống thì chúng ta phải biết thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta phải cố gắng lực thực hành thật nhiều. Đó, chúng ta phải xác định những cái hoài bão ước mơ, rồi phải đem ra
áp dụng thực hành vào ngay trong đời sống thì nó mới đem đến những cái lợi ích tốt đẹp ha. Còn nếu mà mình chỉ có ước mơ, mình không có đem ra mình áp dụng thực hành hay là gieo trồng trong đời sống thì ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Cho nên là chúng ta phải hiểu rồi chúng ta thực hành. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó đó, là chúng ta đi theo cái lời dạy của Đức Phật, những cái phương pháp mà Ngài đã thực hành, Ngài đã đạt đến. Trên đó thì cũng có rất nhiều những vị thánh tăng cũng đã đạt đến, rồi được các ngài kết tập thành tam tạng kinh điển. May mắn chúng ta có duyên lành, chúng ta học hỏi, tìm hiểu, suy tư, rồi chúng ta xác định cái phương hướng, cái hoài bão, ước mơ, cái chí hướng của mình, đi theo cái con đường của Đức Phật và chư thánh tăng, thì chúng ta sao? Phải dấn bước, phải thực hành, thì nó mới đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Cho nên á, khi mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta xác định cái tâm của mình, cái phương hướng, cái chí hướng, thì cái sao, cái cỗ máy nó sẽ vận hành và đi đến cái nơi tốt đẹp nha. Cái còn cái máy mình thì mạnh, cái cell phone của mình thì nó nhiều chức năng, mà giờ mình lười biếng dễ vui, mình không có khám phá, mình không có tìm hiểu để sử dụng hết những cái chức năng của nó, thì sao? Mình cứ chạy theo cái hình thức, bây giờ nó ra cái iPhone 9, mình mua cái iPhone 9, ra cái iPhone 10, mua cái 10. Nhưng mà đó, mình chỉ về mình để mình nghe, nói chuyện qua, nói chuyện lại gì đó thôi. Mình chỉ xài cái chức năng của cái điện thoại để mà liên lạc thôi. Còn những cái chức năng khác thì mình không có khám phá, mình không có sử dụng với nó, thì nó hoài phí cái đó đi ha. Cho nên đó, là Đức Phật nói là cái năng lực của tâm á, nó rất là hùng mạnh, cho nên đó, là mình phải biết, rồi chúng ta phải học hỏi, xác định cái phương hướng, cái chí hướng, cái hoài bão, để mà hướng dẫn cái tâm. Và sao? Chúng ta phải dấn bước, phải thực hành, phải nỗ lực để mà đạt đến, thì chúng ta sẽ đi đến những cái nơi tốt đẹp, an ổn, những cái cảnh giới cao thượng. Còn nếu mà mình cứ giải đãi dễ vui, rồi kể được chăng hay chớ, thì chúng ta cũng mãi trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi. Cho nên á, là mặc dù là cái tâm á, thì nó có năng lực hùng mạnh, mọi vật ở trong thế gian này á, là do tâm mà ra. Cho nên là bên Bắc Truyền họ cấu có cái gì dạng pháp gì thiện nghiệp gì đó. Nó là tức là tất cả các cái nghiệp ở trên thế gian này đó là nó do cái trí tuệ mà ra. Ngài sư nhớ đại khái nó vậy, bị hồi đó mình đi hồi từ hồi nhỏ đó, giờ thì cái câu đó thì nó cũng đúng đó. Cái gì dạng pháp duy tạo gì đó. Cho nên là chúng ta hiểu biết như vậy để mà mình sửa đổi, mình xác định, mình
cái phương hướng của cái nội tâm của mình, để nó đem đến những cái lợi ích tốt đẹp, nó đi đúng phương hướng. Còn nếu mà chúng ta không tìm hiểu rồi giảng pháp di tâm tạo, và cảm ơn Nhân Nhất Hà giảng pháp di tâm tạo, cho nên là chúng ta muốn xây dựng những cái ngôi nhà khang trang tốt đẹp, hay là chúng ta muốn vẽ những cái bức tranh cái màu sắc hài hòa, thì chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta đem ra áp dụng thực hành, thì sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không có xác định, mặc dù cái năng lực của tâm nó rất là mạnh mẽ, nó có thể đưa chúng ta đến những cái nơi cao quý tốt đẹp, nhưng mà nếu mà chúng ta không có hướng dẫn, không có xác định cái phương hướng, thì nó cứ chạy quanh quanh lẩn quẩn, thì chúng ta cứ mãi mãi còn trôi lăn trong vòng quay của khổ đau sanh tử luân hồi. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật và qua những cái phần đã học hỏi từ các bậc trưởng lão, thì cũng có sự những cái hiểu biết, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, cầu mong các ngài có thể căn ngăn, kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết, cái lời dạy. Mặc dù lời dạy của Đức Phật là trong cái đoạn 2 này đó, nó rất là cô động, nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết được thì chúng ta sẽ áp dụng trong đời sống, trong sự tu tập, để tạo được nhiều cái công đức phước báo và hướng đến những cái phước lành, những cái pháp cao thượng tốt đẹp, để chúng ta trong những kiếp tương lai thì chúng ta sẽ làm hành trang, tiếp tục phát triển để đi đến những nơi an vui tuyệt đối. Cầu mong tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, an vui, niềm tin vững vàng vào Tam Bảo và nỗ lực thực hành để có được những cái điều kiện tốt trong đời sống tương lai. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm của quý vị trong sự học, sự thực hành, để chúng ta cùng có sự nỗ lực tiến bộ trong học, học hành, đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn quan thành chương thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư nghỉ ngơi trong giây lát, sử dụng đất nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu. Dạ, để con mời đạo tràng, có những ai thắc mắc thì cung thỉnh thư trở lại ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ người vào đạo tràng. Kính lễ cô tu nữ Tuệ Viên. Nhục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người vào đạo tràng. Dạ, quý cô cũng như quý Phật tử đã nghe bài giảng của sư rồi. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời bàn tay. Vị nào có thắc mắc điều gì, hồ mến chào Nguyên Tịnh. Bữa nay sao Nguyên Tịnh vào đạo tràng trễ vậy? Dạ, vị nào có thắc mắc điều gì thì kính bàn tay quý vị trong khi chờ đợi cho sư nghỉ ngơi trong giây lát. Dạ, sa thú và kính mời cô tu nữ Tề Duyên.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, Đại Chư Đức, Đại Đức Pháp Trang. Kính lễ quý tu nữ và thân chào tất cả quý tiện nam tín nữ. Dạ, nghe Nhật Quỳnh mời nhưng mà tự nhiên mới vào. Cũng không biết hôm nay Ngài giảng về kinh nào. Và mới vào thì thấy cái câu ngài nói thì Kim Nhung và Giang Nhật Hạ post lên, thì tự nhiên cũng có muốn hỏi ngài một cái câu đó: vạn pháp duy tâm tạo. Và cái câu này nói từ kinh nào, phẩm nào, và duyên khởi của bài kinh này nó nằm ở đoạn kinh nào? Dạ, con kính thỉnh ngài chỉ dạy cho con cái vạn pháp duy tâm tạo này. Con mới vào, con cũng nghe thì hay hay nhưng mà con không biết là kinh nào và khởi sanh cái bài kinh này. Dạ, không biết là ngài có nghe âm thanh của con không? Dạ, con kính thỉnh ngài giảng dạy cho con ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Thì sự thật ra đó là cái câu này đó là ở các cái chùa ở bên Bắc Truyền, người ta hay để ở trong những cái giảng đường rồi đó, giảng pháp duy tâm tạo và duy tệ thị nghiệp rồi vậy đó. Thì cái câu này đó là ở trong cái bài kinh này nó Đức Phật dạy đó, là chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Chứ còn cái kia đó là để mình thấy những cái câu nó cũng có tương đồng thì mình đem ra mình nói vậy thôi. Chứ còn mà cô nói là những cái câu này ở bài kinh nào ở đâu thì sư không có biết. Cô muốn tìm hiểu thì qua hỏi mấy thầy coi cái đó trong bài kinh nào mà mấy thầy đem ra, mấy thầy để ở trong những cái giảng đường nào đó, thì hỏi mấy thầy á, chứ sư thì cũng chỉ thấy rồi cũng như là minh họa thêm thắt để cho nó chúng ta hiểu rõ hơn cái lời dạy của Đức Phật thôi. Chứ cái trong bài kinh này đó thì chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Thì tại vì cô vô trong cái thời gian nó trễ quá, chứ ngay từ đầu á sư đã phân tích rồi. Tức là tất cả các cái thiện hay là bất thiện ở trong thế gian này đều là do tâm nó dẫn dắt. Quý vị thấy rằng đó, những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật, y học vân vân là sao? Do cái trí tuệ, do cái sự tìm tòi suy tư cái tâm của con người mà tạo ra. Nó cũng có thiện mà nó cũng bất thiện. Cái tâm này Đức Phật nói nó có một cái năng lực rất là hùng mạnh. Nó có thể tạo những cái ác bất trọng nghiệp, nhưng nó cũng có thể đưa chúng ta đi đến những cái tầng thánh hữu học, đưa chúng ta đi đến cái sự giải thoát.
thì tùy theo cái sự tu tập, cái sự hiểu biết của mình để mà mình hướng dẫn cái tâm của mình mà thôi. À, nếu mà chúng ta có sự tìm hiểu, rồi có hoài bão, có chí hướng đi đúng trên cái con đường chân chánh, à, thì chúng ta sẽ đi đến những cái thành phố, những cái kinh đô ở trên đồi cao mát mẻ. À, còn nếu ngược lại, chúng ta không xác định cái phương hướng rõ ràng, à, mà chúng ta lao theo những cái tham muốn, ước mong theo cái bản năng của thế gian, à, thì chúng ta sẽ đi đến những cái nơi không có an ổn và rơi xuống những cái hố sâu vực thẳm. À, thì cái đó là chúng ta phải hiểu biết. À, cho nên á, mọi vật thì tùy thuộc vào tâm, nhưng mà chúng ta phải xác định cái phương hướng, cái chí hướng, à, cái hoài bão của cái tâm của chúng ta. À, cho nên là cái gì, à, ước muốn dẫn dắt người đi. Nếu mà chúng ta ước muốn những điều lành, những điều thiện, à, thì nó sẽ đưa chúng ta đến những cái nơi an vui tốt đẹp. À, ngược lại, nếu mà chúng ta để cho vô minh phiền não, tham sân si, nó điều khiển, thì chúng ta đi đến những cái cảnh giới khổ đau, không có được tốt đẹp. À, cho nên là thì bây giờ sư cũng lặp lại, chứ còn bây giờ mà nói lại hết á thì làm ảnh hưởng đến những cái người mà ta đã vô từ hồi 4:30 tới giờ. À, cho nên là bây giờ mà nói lặp lại hết để cho con hiểu á thì nó cũng mất thời gian. À, thành ra nếu mà chúng ta muốn học hỏi thì nên dành cái thời gian sớm sớm để mình vô, để mình hiểu biết đầu. Chứ còn bây giờ mà tới cái cuối cùng, giờ phút cuối cùng rồi mà giờ mà quay ngược trở lại hết từ đầu á thì nó mất thời gian quá. Thì cũng xin cô Đại Duyên Quan Hỷ thông cảm ha. Bây giờ mình hiểu nó là như vậy. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ, vì con vào trễ, con cũng xin sám hối với đạo tràng. Cho nên là con thấy cái câu nó cũng hay hay, mà con không hiểu. Dạ, cũng nhờ ngài chỉ dạy và để cho, nhất là con là người xuất gia, cho nên là con phải hiểu nó sâu sát một chút để mình, để cho con tiến bước trên con đường giải thoát. Chứ bây giờ mà nếu mà con không hiểu rõ thì con đâu có, con cứ đi vòng vòng mãi. Cho nên là con muốn hiểu cho nó rõ như vậy. Thì con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài rất nhiều. Và nhân dịp mà con cũng hỏi một câu nữa. Như vậy thì nếu mà cái người mà họ, tôi bây giờ hỏi vậy thì nó hơi bị lạc. Cho nên là con chỉ hỏi là nếu mà cái người mà làm ác thì gọi là pháp bất thiện, còn người làm thiện thì gọi là pháp thiện. Như vậy nếu mà cái mình muốn mà gọi là pháp thiện trợ bất thiện thì mình phải làm như thế nào? Ngài giảng theo vi diệu pháp ạ. Dạ, con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sangha giá. Khi mà chúng ta thực hành một cái pháp nào đó,
Ví dụ như bây giờ là quý vị để bát cúng dường, nhưng mà lúc đầu đó, là tại sao mà mình muốn để bát cúng dường? Tại vì mình cũng muốn có cái phước, mình muốn tạo phước. Thì cái muốn ở đây đó, tức là gì, nó có tính cách là cái tham muốn rồi, đúng không? Để mà mình làm những cái thiện sự này, thì khi mà xét qua cái nhân ấy, thì cái tham muốn này nó là tham. Nhưng mà sao, nhờ cái tham này đó, cái mong muốn này đó, nó thúc đẩy để mình đặt bát cúng dường, tạo phước những cái thiện sự. Thì á, cái dục ái á, thì mình cần phải đoạn trừ, thấy không? Nhưng mà cái pháp dục á, tức là những cái mong muốn mà để làm thực hành những cái điều lành, những cái điều thiện, mặc dù lúc đầu nó là bất thiện trợ cho thiện, nhưng mà lần hồi mình sẽ dung bồi được vào sao, khi mà trí tuệ mình á, nó lớn mạnh, mình mới bắt đầu mình mới loại trừ cái bất thiện. Chúng ta làm với tính cách để buông bỏ, làm để hướng đến cái sự giải thoát, chứ không phải làm để dính mắc. Lúc đầu mình làm á, là để cầu mong mai mốt cho tôi sanh được làm chư thiên, cầu mong tái sanh lại làm hoàng hậu, làm cái người giàu có địa vị tài sản rồi thế gian, dung sắc đẹp đẽ rồi đó, vân 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 vân. Lúc đầu á thì mình chưa hiểu biết sâu xa đó, thì mình làm với cái tâm mong cầu để được hưởng thế này thế khác đó. Cho nên á là vì mình mong cầu, mình muốn được cho nên mới làm. Thì cái mong cầu này mặc dù nó là bất thiện, nhưng nó hỗ trợ cho cái sự thực hành, tức là gọi là pháp dục. Lúc đầu mình muốn hành thiền là gì, để được sự an lạc, mình trốn chạy những cái khổ đau của thế gian, để mình đi tìm cái an lạc. Nhưng mà nhờ cái pháp dục này nè, cái mong muốn này nè, mình mới thực hành. Khi mình thực hành rồi, mình biết, mình buông bỏ, thực hành để đạt cái sự an lạc hạnh phúc, chứ không phải để trốn chạy cái khổ đau trong hiện tại để tìm cái an lạc. Thành ra đó, cái trạng thái lúc đầu đó là cái gì? Là mình trốn chạy. Nhưng mà khi mà mình thực hành một thời gian rồi đó, thì mình có kinh nghiệm, có trí tuệ để mình hiểu rằng á, thật sự ra khổ đau mình muốn trốn chạy đâu được á, nó đủ duyên, nó sẽ hiện khởi. Thì Đức Phật mới dạy á, cho dù bay giữa lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù bể thẳm hang sâu, không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. Khi mà cái nhân mình đã gieo rồi thì cái quả mình phải chấp nhận, phải vui vẻ đón nhận cái quả xấu nó đến. Chứ giờ mình có trốn chạy mình cũng được đó. Cho nên lúc đó cái trí tuệ mình hiểu biết, thì những cái khổ đau tê nhất đồ gì đó nó diễn ra, mình cũng chấp nhận, mình biết, thì lúc đó mình không có trốn chạy nữa. Còn hồi đầu á, tại vì mình chán cái khổ đau của thế gian, mình đi vô để mình hành thiền, hành thiền với cái tâm mong cầu được an lạc. Nhưng mà té ra, trời đất ơi, tưởng đâu hành thiền đem đến an vui, ai về đó nó ngồi nó tê, nó đau, nó nhức gần chết này.
có gì đâu mà vui, thấy không? Đó, thành ra khi mà mình có trí tuệ, mình có kinh nghiệm, hiểu biết rồi đó, thì mình chấp nhận cái đau này. Cái đau này á, là tự nhiên của các pháp, của cái sắc quẩn nó sẽ diễn ra như vậy. Bây giờ mình không muốn cũng được, mà mình muốn những cái cảm thọ tốt đẹp an lạc cũng được. Cái điều kiện của pháp nó đầy đủ nhân duyên thì nó sẽ sanh. Cho nên á, là khi mà chúng ta hiểu biết thì chúng ta diệt trừ cái mong muốn đi, mà chúng ta chấp nhận cái thực tế. Cho nên á, là khi mà chúng ta hiểu biết thì dù là cảm thọ an lạc nó cũng diệt mất, mà cái đau khổ đau tê nhất nó cũng sanh nó diệt, chứ không có cái nào là trường tồn. Chúng ta đừng có bám níu vào cái an lạc mà trốn chạy, xua đuổi cái khổ. Cho nên là chúng ta khổ à. Còn bây giờ dầu là an lạc, mình cũng nhìn nó với cái tính chất là vô thường, khổ vô ngã. Mà cái khổ đau này đó, nó cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả các pháp nó theo cái quy luật, định lực tam tướng như vậy, không thể nào mà sửa đổi được. Mình biết vậy thì mình sẽ loại trừ đi những cái mong muốn, thì nó còn lại cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ thì nó sẽ đem đến những cái kinh nghiệm an vui. Lúc đầu mình dính mắc vào cái an lạc, mình trốn chạy khổ đau, nhưng mà khi mà mình có hiểu biết, mình có kinh nghiệm rồi đó, thì mình chấp nhận với cái tâm hành xả, thì nó sẽ đem đến cái an vui và phát triển cái trí tuệ cũng như những cái kinh nghiệm trong cái sự tu tập. Cho nên á, tùy theo giai đoạn, lúc đầu á thì mình phải dùng những cái bất thiện để trợ cho thiện, để mình thực hành. Rồi đến một lúc cái trí tuệ, kinh nghiệm trong cái sự học, sự thực hành của mình nó lớn mạnh đi, thì sao? Mình diệt trừ cái mong muốn, bây giờ thực hành để đem đến cái sự giải thoát, chứ không có mong cầu gì hết. Thì như vậy á, là cái thiện á, nó diệt đi, mà chúng ta chỉ còn thực hành với trí tuệ, hiểu biết và hành xả buông bỏ để giải thoát. Thì xin chia sẻ với cô tu nữ Tề Duyên và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, sa thú làm thầy. Dạ, con kính tri ân ngài rất nhiều. Dạ, thì lâu lâu hôm nay con sẵn dịp này con hỏi một câu nữa. Thì nếu như vậy á, thì con chưa có thực hành về thiền, nhưng mà qua cái pháp học á, thì danh và sắc, thì khi mà mình hành thiền á, nói nếu mà mình đi tới vô sắc á, vô sắc gọi là tứ uẩn á, thì mình phải bỏ sắc lại, chỉ còn cái danh thôi. Nhưng mà danh với sắc thì luôn luôn nó đi chung, làm sao mà mình bỏ nó ra được, tách rời nó ra được. Rồi kính thỉnh ngài dạy cho con câu này nữa, đặng mai mốt để con biết cách để con hành thiền, con biết danh và sắc rồi cái nào bỏ, cái nào đi chung, chứ danh và sắc thì luôn luôn nó đi chung. Đạo tràng hoan hỷ cho Tự Nhiên, lâu lâu Tự Nhiên lên cho nên là hỏi liên tiếp. Dạ, con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thành ra đó, mình học thì mình tìm hiểu, nhưng mà nó chưa có tới.
À, cho nên mình phải còn những cái vướng bận, những cái thắc mắc. Thì thật ra đó, danh và sắc nó không thể nào mà nó tách rời với nhau. À, những cái vị chư thiên ở cõi trời vô sắc là chỉ cái phương pháp thực hành của người ta, tại người ta mong muốn, người ta thích như vậy, người ta thấy cái thân này nó lu bu quá, nó đau đớn, nó bệnh tật rồi cái nọ, cho nên là người ta thành thực hành những cái phương pháp để tới những cái cảnh giới mà nó chỉ có tâm thôi. À, nó không còn cái sắc quẩn. Rồi có những vị chư thiên mà ở cõi trời mà vô tưởng thì mấy vị này sao nghĩ ôi cái tâm này lu bu quá. À, nó tính toán rồi nó tưởng chuyện này, nó tưởng chuyện kia, nó chạy đầu này, nó chạy đầu nọ. À, nó chạy về quá khứ rồi nó suy tính tương lai lu bu quá. Thôi bây giờ có cái thân thôi chứ không có, không cần cái tâm. À, cho nên mấy vị này tu tập hướng đến cái đó mới tái sanh về cái cõi trời mà vô tưởng. À, chứ sự thật ra đó thì sư cũng xin nói một chút về cái y học để quý vị hiểu. Quý vị biết rằng ở trong y học nó chứng minh rằng có những cái gen. À, những cái gen này đó, gen lặn. À, khi mà cái điều kiện nó không có đầy đủ thì cái gen này nó tiềm ẩn đi nha, nó tiềm ẩn đi, đến một lúc nào đó cái điều kiện nó đầy đủ thì cái gen này nó bộc phát ra. À, thì cái những cái vị mà chư thiên ở cõi trời vô sắc đó, khi mà hết cái tuổi thọ ở cõi trời vô sắc, họ tái sanh lại loại chẳng hạn, thì họ vẫn có đầy đủ danh và sắc. Khi mà họ ở cõi trời mà vô tưởng đó, thì do cái sự tu tập nó áp chế đó, thì cái sắc nó ẩn tàng, nhưng mà không phải là mất đi. À, giống như là trong y học nó gọi là cái gen lặng đó, tại cái điều kiện ở đó nó chỉ có tâm thôi mà không có sắc. À, rồi cái gì mà ở cõi trời mà vô tưởng á, thì có sắc không mà không có tâm. À, lúc đó tại cái điều kiện ở cảnh giới đó, cái tâm nó bị ẩn tàng đi. À, nó không có hiện khởi. À, chứ sự thật ra đó, danh và sắc này nó là nó đi luôn luôn mà đi chung với nhau. À, nếu mà có mà không có danh thì nó chỉ là trơ trơ, nó là vật chất thôi, nó đâu có biết cái gì, phải không? Đó, mà có danh mà không có sắc thì nó cũng không có thể mà tu tập hay tạo được cái gì, phải không? Thành ra đó, danh và sắc đó, giống như là hai cái người. Cái người có sắc mà không có danh, giống như là cái người mù đó. Họ có sức khỏe nhưng mà không đi được, không di chuyển được. Tại sao? Không biết đâu mà đi. À, rồi cái người mà có danh nhưng mà không có sắc đó, thì giống như cái người có mắt mà tay chân bị khiếm khuyết, bị què. Nào bây giờ cái người mà có mắt nhưng mà không có đi được. À, cho nên hai cái này nó phải nương nhau. Cái người mù thì phải cõng cái người có mắt. À, cái người có mắt mới chỉ đi tới, quẹo phải, quẹo lui, tránh những cái chỗ chông gai hầm hố. À, đó thì nó cũng danh và sắc nó cũng phải nương nhau như vậy. À, thành ra quý vị thấy rằng đó, khi mà ông A Tư Đà, ông biết
thế nào Bồ Tát cũng chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Ông cười, ông cười rồi ông khóc. Ông cười vì ông hoan hỷ thế gian sẽ có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, à, mừng cho thế gian sẽ có nhiều người được giải thoát. Nhưng mà ông khóc là sao? Tại vì cái tuổi thọ của ông á không còn có thể mà tiếp cận được cái lời dạy của Bồ Tát khi ngài chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác, cho nên ông khóc. Thì quý vị thấy rằng khi mà ông tái sanh vô cõi trời phi tưởng phi viên tưởng xứ thì cõi trời này có tâm, nhưng mà nó không có cái căn, không có căn mắt tai mũi lưỡi, mà nhất là cái tai thì làm sao mà nó nghe được cái lời dạy của Đức Phật được mà để đi đến giải thoát đó. Cho nên á, những chúng sanh á mà có điều kiện mà sanh ra trong cái thời kỳ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác, có giáo pháp ở thế gian, nhưng mà không có thực hành được, là những chúng sanh sanh ở cõi trời vô sắc cũng là một cái khổ. À, vì mình không có cái căn, cái lỗ tai làm sao mà nhĩ căn nhĩ thức nó sanh khởi mà mình nghe được. À, rồi mấy vị chư thiên mà ở cái cõi trời mà vô tưởng thì có cái sắc không, mà không có có cái tâm, à, có cái nhĩ căn, nhưng mà cái thần kinh nhĩ nó không có, cái tâm nhĩ thức nó không có, thì làm sao mà hiểu biết được. Đó, cho nên á là chúng ta luôn luôn là phải hiểu biết danh và sắc nó không thể rời nhau. À, cho nên là chúng ta phải tu tập để mà phát triển nhà cái sắc nó có sự ảnh hưởng mật thiết đến danh. À, bây giờ cái thân mình bệnh hoạn, thấy không, đau tê nhất thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm. À, rồi khi mà cái tâm mà bực bội khó chịu mà uất ức buồn rầu khóc than thì cái thân nó cũng đâu làm được gì, cứ ngồi đó khóc lóc rên la. À, thì dù có cái tay chân có mạnh mẽ đi chăng nữa cũng không có hoạt động, có làm được ra cái tích sự gì hết. À, cho nên đó là cả danh và sắc nó phải điều hòa, quân bình với nhau, để mới đem đến cái lợi ích. Cho nên đó là trong các cái phương pháp mình tìm hiểu thì mình để dung hòa giữa cái thân và tâm, đó là sắc và danh. Nè, thấy không? Mình tinh tấn cũng vậy. À, ngài Ananda ngài quá mức tinh tấn, à, thì nó cũng không có thể đạt được giải thoát. À, ngài phải quân bình trở lại. À, bây giờ từ đầu hôm cho tới gần sáng mà đi kinh hành rồi hành thiền, đi kinh hành nó quá mức cái tinh tấn á, thì nó cũng không có đạt đến cái lợi ích. Cho nên á, mình phải biết quân bình giữa thân và tâm. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Chào quý vị nghe lại chưa? Dạ. Cảm ơn cô Thầy Duyên, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Thì mình phải biết dung hòa, quân bình, đừng có để cái nào nó quá trội. Cái tâm mà nó phấn chấn quá đó, nó chấn động quá cũng được. Mà cái thân á, mà nó mạnh mẽ quá cũng được. Mình phải biết dung hòa giữa cái sự tinh tấn của thân, rồi cái sự nỗ lực của tâm đó.
nó phải vừa phải quân bình, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Cho nên Đức Phật dạy cái con đường trung đạo chúng ta áp dụng vào đời sống. Đừng có tinh tấn quá mức, mà cũng đừng có chảnh mãn dễ vui, lùi sụp thì cũng được, vừa phải thôi. Đó thì nó sẽ đem đến cái lợi ích trong cái đời sống, sự học tập cũng như sự thực hành. Xin xin giải đáp cái thắc mắc của cô Tị Duyên. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Dạ, sa thủ lành thai, con đã thấy cô Tị Duyên. Sa thủ kính tri ân sự rồi. Dạ. Nên con cầm mít cha để tri ân sư. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy những câu hỏi của cô tu nữ Tề Duyên. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên và Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Vị nào có thể có gì thắc mắc trong bài giảng của sư thì kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung có chút máy, Kim Nhung có câu hỏi không? Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung có những câu hỏi cũng rất là hay. Dạ, nếu Kim Nhung có câu hỏi thì mời Kim Nhung cầm mic nha. Dạ, kính mời Kim Nhung. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, thưa sư, trong cái bài giảng ngày hôm nay về tâm ạ, trong khi mà sư đang giảng á, thì trong đầu con cũng lóe lên cái câu là vạn pháp duy tâm tạo, là tại vì là lúc trước á, con cũng có một thời gian lang thang ở bên kia cũng lâu lâu, và con cũng hay được nghe những cái câu mà các thầy hay giảng về cái câu này, thì con chỉ nhớ là vạn pháp, tức là không tất cả các pháp trong thế gian thì không có tốt, không có xấu, mà tốt xấu là do tâm mình tạo ra, do tâm mình suy nghĩ và tưởng tượng ra. Thì khi mà sư giảng bài cái bài này thì con liên tưởng đến câu đó và con ghi lên như vậy. Và qua cái bài giảng của sư hôm nay thì con hiểu hơn là đúng là tâm mình nó rất là phức tạp, nó luôn luôn thay đổi. Giống như sư ví von nó là người điều khiển chiếc xe muốn đi lên hay đi xuống là do tâm mình. Dạ, thì con có một vấn đề trong đời sống như thế này ạ. Do trong đời sống thì con cũng có tiếp xúc với bạn đạo, rồi tiếp xúc với những người thân, rồi tiếp xúc với những người xung quanh, thì con thấy là khi mà mình trao đổi, mình tiếp xúc với họ thì có những vấn đề mình nói ra hoặc là người ta nói ra thì nó không phù hợp với người ta, phải theo người ta mới đúng, hoặc có khi là phải theo mình mới đúng. Thì cái vấn đề đúng và sai này nó rất là tương đối, đúng với người này thì không đúng với người kia, tại vì tùy hoàn cảnh của mỗi người mà nó có cái đúng khác nhau, hoặc là tùy theo lúc mà có khi là đúng, có khi là sai. Thì có những lúc con cũng có phản ứng với người đối diện là như vậy là chưa cúng. Thì như vậy là con có bị phạm vào tà kiến hay không? Tại vì là cái đúng và cái sai thì nó rất là tương đối. Nếu mà mình có ý kiến với cái người đối diện với mình là điều đó chưa đúng, thì con qua cái bài học này con không biết là con có bị phạm vào tội tà kiến không? Con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ, để con yên tâm hơn trong cuộc sống. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì thật sự ra đó, ở trong thế gian chỉ có khi nào mà chúng ta đạt đến cái sự giải thoát thì mới gọi là tuyệt đối. Chứ còn các pháp ở trong thế gian thì nó
đúng đi chăng nữa nó cũng tương đối mà thôi. Chứ còn nó chưa có cái gì là gọi là tuyệt đối. Nhưng mà sao? Đức Phật mới dạy cái bài kinh mà người mù mà xem voi đó. Mấy người này họ không có mắt. Một đoạn là toàn là người mù mà. Cho nó lên là họ biết cái cảnh vật qua cái sự xúc chạm. Hoặc là họ nghe thôi chứ còn không biết. Cho nên đó là Bồ Tát mới cái ông vua, ông muốn biết, ông mới đem con voi ra, đem mấy người mù lại, rồi cho họ sờ. Họ sờ thì người thì sờ cái lỗ tai, ôi voi nó giống như cái quạt. Cái người mà sờ nghe cái voi, cái voi nó còn mấy giống như con đĩa. Cái người sờ trúng cái chân thì nói là trời, nó giống như cái cột vậy. Cái người sờ trúng cái bụng thì nói là nó như cái trống. Người mà sờ trúng cái đuôi nói như cái chổi. Thành ra đó, chúng ta chỉ đứng ở cái góc độ, cái khía cạnh, cái hiểu biết của mình thôi. Rồi mình nói là nó là đúng là như vậy. Thành ra đó là nó sai lầm. Mà mình chắc vào cái điều hiểu biết, cái tri kiến của mình á, thì là trở thành tai hại, sai lầm tà kiến. Cho nên á, là có đôi lúc á, chúng ta phải vượt qua tất cả những cái chế định, những cái tri kiến. Thành ra sao? Nó có những cái gọi là vượt lên chính mình. Mình phải buông bỏ, mình phải vượt qua tất cả những cái đó thì chúng ta mới đi đến tiến bộ. Nha. Quý vị thấy không? Thế gian họ chấp thủ, họ nói là giải thoát là phải thực hành. Phải thực hành các cái pháp mà gọi là khổ hạnh. Phải thực hành nhịn ăn, nhịn thở, rồi là thế này thế khác đủ thứ hết, thì cái người đó mới trở thành cái người bậc giải thoát đó. Thì khi mà Bồ Tát thực hành cái theo cái mà thế gian ta cho là đúng, nhưng mà ngay thực hành đến mức độ là cao độ nhất của cái pháp khổ hạnh rồi mà ngài thấy nó có giải thoát đâu. Mà trong khi lúc đó thế gian là ai cũng cho nó là đúng. Cho nên ngài sao? Ngài từ bỏ. Ngài từ bỏ cái phương pháp đó. Ngài đi theo cái con đường mà trí tuệ của ngài hướng dẫn. Nên thành ra đó, nếu mà ngài không vượt qua được những cái chấp thủ, cái chấp thủ của thế gian, họ nói là đúng, nhưng mà ngài với trí tuệ ngài thấy cái đó nó không đúng, không có giải thoát. Cho nên ngài đi theo cái con đường của ngài lựa chọn, và ngài đã đến giải thoát. Thấy không? Còn một cái trường hợp nữa, ông Galileo, ổng quan sát, ổng nhìn thấy, thì ổng nói là quả đất này tròn. Nhưng mà ở trong thế gian hồi đó họ nói là cái quả đất là hình vuông. Đó. Thành ra đó, chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta tìm đến chân lý. Chứ chúng ta không đi theo cái số đông. Cái số đông á, mặc dù là lúc đó là hàng triệu người họ tin là cái quả đất này hình vuông. Hàng triệu người họ tin là tu khổ hạnh là đi giải thoát. Nhưng mà ông Galileo ông nói, ông nhìn, ông quan sát ở cái
cái bóng của quả đất mà che ở trên mặt trăng, ông nói quả đất hình tròn. À, rồi Bồ Tát thấy là cái con đường này là không đưa tới giải thoát, ngài từ bỏ và ngài đi theo cái con đường của mình. À, mặc dù là sao mình bị người khác họ chống đối, họ chê trách, à, họ nói mình là cái đồ khùng đồ điên, nhưng mà đó khi mà trí tuệ mình thấy cái con đường đó là con đường đúng đắn thì mình mạnh dạn mình đi theo, mình đi theo chính mình. À, bây giờ cô tu, cô học, cô thực hành cho cô hay là cô thực hành cho người khác mà mình phải tranh cãi, mình nghe lời của họ, phải không? Mình tu cho mình, cho nên á những gì giới trí tuệ phân tích xem xét, mình thấy nó đúng theo cái lời dạy, cái phương pháp thực hành của Đức Phật mình hành. Còn cái chuyện mà ta hành cãi người ta nha, bởi hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài dạy sư sao, tại hồi đó sư cũng hay ý còi kiến lắm, cho nên ngài dạy nói à, bây giờ mình thấy lời dạy của Đức Phật, mình hành theo lời dạy của Đức Phật. À, còn người ta hành theo thì người ta có phước, mà người ta hành sai thì người ta có tội. Kể người ta, mình đừng nói, mình nói là ghét. Đó, thành ra từ cái chỗ đó mình biết bây giờ mình phải đi trên cái con đường của chính mình, mình đi bằng cái đôi chân của chính mình, mình đừng có chạy theo số đông, đừng có chạy theo quần chúng. À, số đông họ thấy nhưng mà họ lấy sai lầm. Thì bây giờ á, cho dù cái phi chân lý mà 1 tỷ người họ tin, nó cũng là phi chân. Mà bây giờ cái chân lý mà mình tìm hiểu đơn độc, có một mình à, chân lý nó cũng là chân lý, chứ không phải cái số đông nó là đúng, mà cái số ít nó là sai. Mình phải hiểu vậy. À, cho nên á, là giới trí tuệ, à, mình so sánh với lời kinh là dạy của Đức Phật, rồi theo kinh, theo luật mà nó hợp lý, nó đúng thì mình thực hành. Còn bây giờ họ thực hành là cái quyền của họ, mình phải đi chính cái con đường của mình lựa chọn, cái hoài bão, cái niềm tin của mình. À, giới trí tuệ, à, không chấp thủ, à, không dính mắc, đi đúng trên cái con đường trung đạo rồi, còn họ đi là cái quyền của họ, không? Mình đừng có chạy theo số đông, đừng có chạy theo quần chúng. À, mình cũng không nên bị tác động bởi khen chê, được mất, hơn thua. À, đó là những cái mà để cho mình làm cái tâm mình sao động. Cho nên là, à, sư thì cũng nói vui vui, đừng có để mà bát phong thần trưởng nó ảnh hưởng đến cái nội tâm, cái sự tu tập của mình. À, mình phải đối trị bằng gì? Như Lai thần trưởng. À, để mình đối trị lại thì mình sẽ có sự vững vàng, à, mạnh dạn tiến bộ trên cái sự học, à, sự thực hành của chính mình. Đó. Đừng có để cái tâm mình nó bị sao động bởi đúng sai, khen chê. Tại vì cái tưởng của họ đó, họ nhận định nó không có chắc. À, cho nên nó là mình phải xác định bằng cái trí tuệ. À, mình so sánh trong kinh, trong luật, lời dạy của Đức Phật. À, để rồi mình tìm hiểu, khi mà mình xác lập cái con đường mà Đức Phật dạy là đúng đắn, mình mạnh dạn mà đi lên đó, vậy thôi. Còn cái chuyện mà người ta thực hành như thế nào là quyền của người ta, không? Quý vị thấy rằng ở thế gian này là gì? Họ xác định cái hạnh phúc là gì? Cái hạnh phúc là người ta thực hành đúng cái điều người ta mong muốn. Nhưng mà có nhiều khi cái đó nó xài tập tắt à. Nhưng mà người ta thực hành theo cái mong muốn của người ta là ta được hạnh phúc, thấy không? Thành ra mình á, đừng có chạy theo cái hạnh phúc của người ta,
mà mình phải sống cái hạnh phúc của chính mình. Cho nên á, có những lúc sẽ nói, có những lúc á, thì mình cũng nương tựa vào bên ngoài, à giống như con thú vậy đó, có những lúc nó phải nương tựa vào bầy đàn, nhưng mà có những lúc thì nó cũng phải rời bỏ. À thì quý vị thấy mấy vị Phật độc giác không? Hay là Bồ Tát không? phải từ bỏ cái hội chúng để đi đúng cái phương hướng, cái con đường của chính mình, à thì sẽ đem đến những cái lợi ích. À thế còn mình không có nên mà luôn luôn lúc nào cũng phải phụ thuộc vào bên ngoài, phụ thuộc vào số đông, phụ thuộc vào quần chúng, à phụ thuộc vào thân bằng quyến thuộc, phụ thuộc vào à, danh xưng khen chê, được mất à, hơn thua, à, chúng ta phải vượt qua, từ bỏ hết, và chúng ta phải đi đúng trên cái con đường của mình, thì mình sẽ đi đến nơi tốt đẹp an vui. À, xin giải thích cái câu, cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Thầy giá. Dạ, à, con rất là thấm thía lời giải thích của sư. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, thưa sư, kia tuần trước á, thưa sư, có một người bạn đạo của con có hỏi về tuần trước thì sư có giải thích về cái bài 1 là về danh đó, thưa sư. Thì trong cái bài, nội dung bài thì Đức Thế Tôn là nói là danh vượt thắng tất cả, danh không số nào hơn, chính danh là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Thì người bạn của con có hỏi là nếu mà như vậy á, mình có thể hiểu cái danh này á, nó không phải là tứ danh uẩn mà nó là danh chế định, có được không ạ, thưa sư? Mình có thể hiểu như vậy được không? Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Chúng ta hay bị ràng buộc bởi những cái ngôn từ. À, thì quý vị biết rằng á, tất cả cái ngôn từ nó là được định danh. Nó định danh thế này thế khác. À, ví dụ như bây giờ là danh, à, tinh thần, à, tâm, à, thức, à, ý, à, thì tùy theo cái điều kiện ở mỗi cái ngữ cảnh, à, mà sử dụng đó. Cho nên á, là chúng ta hiểu là danh á, là nó bao gồm trong đó, à, tâm mà là, à, thức, à, ý thì nó nằm ở trong cái phần tinh thần hết. À, chúng ta đừng có quá chú trọng vào cái từ ngữ. À, cho nên á, chúng ta học rồi chúng ta phải biết, chứ đừng có dính mắc vô cái phần từ ngữ, danh chế định, thấy không? Rồi cái danh nó chế định, nó định đặt như vậy. À, nhưng mà nó chúng ta phải vượt qua. Cho nên là khi mà chúng ta học, chúng ta tìm hiểu rồi, chúng ta bỏ qua cái ngôn từ để chúng ta thấy vào cái cốt lõi, cái điều quan trọng, thì chúng ta mới thấy được chân lý. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ dính mắc vào cái ngôn từ hoài á, cái ngôn từ nó là chế định tục đế của thế gian, mà mình cứ mang cái mắt kiến của cái tục đế hoài, thì làm sao mình thấy được cái rõ ràng, cái chân tướng của đối tượng được, nghe không? Cho nên á, là mới nói là cái đạo á thì nó rất là cao siêu,
cái sự giải thoát niết bàn á nó rất là cao siêu. Nhưng mà bây giờ dùng cái ngôn từ để diễn tả thì ngôn từ diễn tả của tục đế, làm sao mình hiểu đúng theo cái thực tướng của thực tánh của niết bàn được? Chỉ có khi nào cái vị hành giả đạt đến cái niết bàn thì vị đó sẽ hiểu. Còn bây giờ đó mình dùng cái phương tiện cái tục đế chế định để mình diễn tả cái niết bàn, nó là cái cao siêu, nó vượt ngoài cái tam giới này rồi, vượt qua tất cả những cái chế định của thế gian rồi. Thì cái dùng cái ngôn từ để mà diễn tả đó, mường tượng để mình hiểu thôi. Còn mình muốn biết rõ thì mình phải thực chứng ngay giây phút đó, ngay giây cái giai đoạn đó mới gọi là ấy. Thì lúc đó là vượt qua tất cả những cái ngôn từ để mình mới thực chứng được cái điều rõ ràng ngay trong sát na đó, ngay thời điểm đó. 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 Chứ không có thể diễn tả được bằng cái lời giải. Thành ra đó mình hiểu là ở trong kinh thì có những lúc mà ví dụ như phần 1 là Đức Phật cái gọi là danh, phần 2 là tâm, rồi phần thứ 3 là nó có nhiều cái những cái khác nhau nữa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lời dạy của nó, của Đức Phật á, tùy theo những cái danh từ này. Thì bây giờ Đức Phật á muốn giảng dạy giáo pháp á, cũng phải nương theo những ngôn từ tục đế của chế định của thế gian, nhưng mà để đi đến những cái chân lý cao siêu hơn. Cho nên khi mà chúng ta muốn đạt đến cái chân lý thì chúng ta phải có những lúc chúng ta phải từ bỏ ngôn từ. Cho nên á là bên cũng đem mà cái câu ở bên Bắc Truyền để mình dẫn chứng ha. Phật pháp lưu truyền tám vạn tư, học hành không thiếu cũng không dư, hôm nay gẫm lại chừng quên hết, chỉ đâu nhớ trong đầu một chữ Như. Hay là quý vị thấy cái hồng danh là Như Lai, tức là ngay giây phút đó nó hiện khởi như thế nào, nó đến như thế nào, nó đi như thế nào, nó sanh nó diệt như thế nào, biết như thế đó là được rồi. Đừng phân tích, đừng thêm thắt, đừng có suy đoán, đừng có so sánh chia chẻ gì hết. Chỉ biết nó là vậy, là vậy thôi. Là cái chữ Như, đối tượng nó như thế nào, biết như thế đó. Không có dùng cái chế định tục đế của thế gian mà áp đặt nó. Thành ra đối với Niết Bàn cũng vậy. Thật sự ra mà tới cái đó đó, rồi mình tự hiểu. Bây giờ mà giải thích đó, thì sẽ mỗi người nói một cách. Bây giờ bây giờ thí dụ mình uống cái ly nước mía. Mình nói cái nước mía này nó ngọt. Đường á nó ngọt ngọt như nước mía nè. Thì cái người kia mà họ không hiểu, hồi đó giờ họ chưa biết đường là gì, họ chắc họ nói ôi vậy đi tìm đường chứ nó mệt, nước mía là đường nó chứ gì. Thấy không, là nó sai lệch rồi. Cái vị ngọt của đường đó là nó thuần khiết, nó đã tích ly tất cả những cái tạp chất ở trong nước mía rồi. Nó được còn những cái tinh túy của cái sự ngọt thôi. Thành ra đó, cái ngọt của nước mía đó, giống như là cái tục đế. Chừng nào mà lọc
hết gạn lọc hết những cái tạp chất, thì phải đến cái vị ngọt thuần khiết của đường. À, thành ra nó phải vượt qua hết, gạt bỏ hết những ngôn từ định đặt, chế định của thế gian mới thấy được cái chân lý. À, nhưng mà đó, muốn được thấy được chân lý thì mình phải nương, lúc đầu mình phải nương theo cái tục đế để mình thấy cái chân lý. Đó. Cũng vậy, nếu mà bây giờ đó, Đức Phật không có dựa theo, nương theo cái ngôn từ, cái chế định, cái tục đế của thế gian, thì làm sao mà Đức Phật thuyết pháp được? Nói quẩn xứ giới thế này thế khác này, ai đâu mà hiểu, phải không? Thành ra lúc đầu mình phải đi từng bước, phải nương theo cái tục đế dẫn dắt để đi đến cái chân lý cao siêu của các cái chân lý của tứ đế. Nó phải vậy. Thành ra đó, có những lúc mình cũng phải nương theo tục đế, nhưng mà khi mà mình hiểu biết được cái chân lý thì mình phải gạt bỏ đi những cái ngôn từ, cái chế định tục đế của thế gian. Và xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, xà thủ đành thai. Dạ, con thấy Kim Nhung đã kính tri ân Ngài rồi, và con cũng thấy cổ mời đạo tràng nên con xin được cảm mít. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Mời Quỳnh Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, cho con xin hỏi một câu. Cái hôm tuần trước với tuần này sư giảng về cái phần danh và sắc á, thì theo con thấy cái phần mà cái sắc sắc uẩn á, thì mình có thể mình điều phục được qua cái phần giống như là Đức Phật dạy mình có thể mình sống chế ngự các căn, rồi biết tiết độ ăn uống, hoặc là mình tập thể dục, thì mình có thể mình điều phục được cái phần sắc. Nhưng mà cái phần danh đó, thưa sư, làm sao mà để cho nó không có dẫn dắt đời, với lại không có tự não hại. Thì mình mà tụi con thì là những người Phật tử tại gia, mà cũng không phải là thiền sư, thì không có thể nào mà ngồi một ngày mà mình 8 tiếng trở lên để mà mình có thể ngồi kiết già và nương vào một đề mục, làm sao mà giữ được cái tâm nó quân bình. Tại vì nếu mà mình đi ra buổi sáng, mình ra ngoài, mình thấy một cái cảnh không có đẹp, hay là nó bất mỹ, thì nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Hoặc là mình nghe một cú phone, sáng thức dậy nghe một cú phone, thì nó có thể có một cái điều tốt hoặc là điều xấu, nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm. Thì làm sao mình có thể giữ được cái tâm quân bình? Hay là mình chỉ là mình lái xe, mình biết mình lái xe, mình đi bộ, mình biết mình đi bộ, thì như vậy có đó có cái khả năng để hướng thượng không, thưa sư? Sư có thể chỉ thêm để tụi con biết cách rèn luyện. Và con xin cảm ơn sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Thì luôn luôn đó, luôn luôn là chúng ta bị tác động bởi cái ngoại cảnh bên ngoài rất là nhiều. Cho nên là cái áo giáp, cái điều kiện để chúng ta phòng thủ là gì? Là niệm. Nha. Khi mà chúng ta có cái niệm mạnh mẽ, tốt đẹp, thì mình sẽ đỡ được bị cái sự
tác động của cái ngoại cảnh bên ngoài. À, vậy thôi chứ không có cái cách nào khác. À, cho nên á, cái niệm của các bậc thánh á, nó liên mặt liên tục. À, giống như cái áo giáp nó không còn có kẽ hở, thành ra phiền não nó không có tấn công được. Còn mình á, mình mới tập mà, cho nên cái niệm của mình á, nó còn kẽ hở rất là nhiều. À, mình mới tập thôi. À, giống như cái áo giáp mà cũng được làm, nhưng mà còn những cái lỗ hở rất là lớn, cho nên á, là ít nhiều cũng bị cái phiền não nó tấn công. À, thành ra đó chúng ta ráng tập. À, ráng tập cái niệm của mình áp dụng trong cái đời sống, không phải chỉ là ngồi thiền. À, cái mục đích của ngồi thiền á, không phải là ngồi kiết già lưng thẳng, mà cái mục đích của thiền á, là để rèn luyện tập cái chánh niệm ngay lúc đó. Lúc đó đó tạm thời các căn mình đóng, chỉ còn cái thân căn và ý căn, mình quan sát, mình theo dõi hơi thở đó, các cái căn kia mình đóng lại hết. À, thì để cho cái gì, cái ý căn, tức là chánh niệm tỉnh giác, nó theo dõi cái thân căn, à, cái hơi thở nó đang chuyển động. À, khi mà chúng ta rèn luyện như vậy, giống như cái người mà họ muốn có sức khỏe, họ muốn nâng một cái vật nặng, thì hàng ngày họ phải tập. Họ phải tập tạ. À, tập tạ từ từ, họ mới nâng được những cái vật nặng. À, thì cũng vậy, chúng ta phải chịu tác động của ngoại cảnh rất là lớn. À, bây giờ mình muốn giữ được cái chánh niệm thì phải ngồi thiền. À, cái điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn phải phát triển cái niệm. À, chính cái niệm nó là cái áo giáp, nó cái bộ phận để lọc, à, thanh lọc những cái tác động ở bên ngoài. À, thì mỗi ngày mình tập, à, để mình áp dụng tập thiền để có cái niệm mạnh. Rồi cái niệm mạnh này nè, mình phải áp dụng vào trong cái đời sống thực tế. À, chứ không phải mình ngồi thiền hoài được. À, thì mình áp dụng cái niệm trong mọi sinh hoạt, từ khi thức giấc cho đến khi mình ngủ trở lại. À, mình niệm cái niệm của mình càng khăng khít, khích khao, miên mật. À, thì mình sẽ chống đỡ được với cái sự tấn công của phiền não. À, còn nếu mà cái niệm của mình còn lơ lỏng, à, còn thưa thớt, còn dễ vui, thì mình sẽ bị phiền não tấn công. À, thì chỉ có cái phương cách là mình thực hành thôi. À, và bây giờ thì thời gian cũng vừa phải lẽ rồi. À, xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối và xin phút chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, kính chúc quý tôn nữ Phật tử nhiều sức khỏe an vui. À, cầu mong chư thiên quan hỷ và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, cũng như thảo luận những câu hỏi trong đạo tràng, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn những câu hỏi trong đạo tràng, để con nghe được sư giảng dạy, để con hiểu biết thêm về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Uất tam ang ghe na quạnh đê hăng ba đập hẳn sung bà ruột tam ang buộc thể vô khả lì tổ đô sơ buộc thô khả mặt tu tăng mà măng còn đem hết lầm thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý
Phạm đến Phật bảo, cuối xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta mạng ghê na quạnh đê hăng thầm anh cha cho quý thân và răng. Thầm mê vô khá li tô đổ sô thầm mô khám mà tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo, đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất ta mạng ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha được vi thốt ta măng. Sẵn khê vô khả lì tổ đô sâu sẵn khô khám mặt tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Và con kính nhân Minh Tinh Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha nuvavena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quan tu bô chi ta so thình kha rôn tê tha vi ha ra man đa lê. Thế ra cha mạch cha na qua ca cha phịch kha vô. Sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca. Ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê. Cha la vũ cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta a tha vô va ba ti ca. Niêu ya ni căng thầm ma qua răng ba tê cha tê sạp bê bi đục khách thơ cờ rôn thực sân khai văn. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha phục ga la. Sang go ho tu sa mạc go qua a tha ya cha hê ta ya cha am hê ra ka tu sạp thầm mô. Sạp bê bi thầm ma cha a ri nơ vốt thịnh sâm ba vô na y ya ma thầm ma đi dắt ba quê đi tê. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên a trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay a những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về a sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hầu độ chư tăng a cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. Thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cứ châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại không lường nọn khai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài.
pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha, giá chúng con hành kính thành lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rôm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, Tịnh Thất Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rôm Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tăng kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo hô tu. Y đăng quân nhân nibbana sabbat cha yo hô tu. Y đăng nhân nibbana sabbat cha yo hô tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là thượng tọa Pháp Thanh. Quý ngài đã quan tâm bào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa Pháp Thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rôm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rôm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rôm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhược Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rôm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhược Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính chào tạm biệt đạo tràng, con xin được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, sau đó chúng con xin phép được khép cửa rung. Kính chào tạm biệt.